chào các bác nhé. Chào bác Trước Trần nha. Cho em xin giá lô anh. Cả lô em có 20 ngọn bác ạ. Chào bác Giang Đông Xu nha. Cả lô khoảng 35 triệu ạ. Nó bảo gửi đây bác ơi, bác Giang Đông Xu ơi, bác yên tâm nhá. Em đóng vào thùng xốp nó không hỏng được đâu. Cho giá từng dề đi bạn. Bác Trần Trần ôm cả lô thì có gì inbox vào cho em nhé. Đây em cho các bác xem qua rồi cả lô của em đấy nhá. Cả ngoài nữa nhé các bác nhá. Đây bác xem mà. Mít cực đẹp luôn các bạn. Đây là mít rụt đây các bạn ơi. Mít xếp đây nha. Các bác xem cho em xin một lượt chia sẻ nhé. Em chào anh Cường nha. Anh Cường vào uống bầu hút đây. Bò húc đi. Mít thái đẹp quá. Ui dồi ôi, mít quá đẹp. Đấy bác xem giò này này. Em quay từng giò đi được không em? Bác Trần Trần, bác ở đâu nhỉ? Đây một giò đấy nha bác nha. Giờ này 4 ngọn nhá. Em cho bác xem từng giò luôn. Cây nào? Không có cây 500k đâu bác ơi. Em không có mít 500k nhá. Đây là mít lá tròn đấy các bác ơi. Phải là mít đồng xu đấy các bác ạ. Đây 4 ngọn nhá. Dê mít mít xếp này là 8 ngọn này các bác này. Dê này 8 ngọn nhá. Dê này 8 ngọn. 8 ngọn em bán 8 triệu nhá. Giá cực kỳ hợp lý đó các bác ơi. Đây, 8 ngọn mít này em bán 8 triệu nhá. Đúng lá táo rồi cái này. Lá cực tròn nữa nhá. Còn mầm 1000k đâu bác. Mầm 1000k thì chắc hơi khó. Bây giờ chỉ có giò thôi các bác nhá. Đây 1000k thôi các bác ơi. Bác Giang Đông Xu ơi. Cả dê này có 8 triệu. Tính vào có 1000k một ngọn thôi. Cả dê này 8 ngọn 8 triệu nhá. Không tròn mấy. Nếu mà nó tròn quá thì thành đồng xu rồi. Đây 8 ngọn này em bán đúng 8 triệu rồi các bác này. Rồi đấy này. 1 triệu một ngọn mà căng gì bác ơi. 1 triệu một ngọn là quá hợp lý rồi nhá. Chậu 4 ngọn. Chậu 4 ngọn mít đây em bán 6 triệu nha bác nhá.
bốn đoạn mít lá tròn này, này em bán là 5,5 triệu này, 5,5 triệu cho bác sưu tầm này. Còn 4 thân đây nha các bác nha. Còn nguyên 4 thân nha, mít nù nha. Đây các bác xem này. Đây là mít nù đấy các bác nha. Sau 8 triệu bản lá. Ui. Bản lá khoảng 6 cm bác ơi. Mua hàng rừng về chăm bẩm thôi. Chị tùy bác thôi mà. 1,000,000 một ngọn mít mà bác mua về lỗ thì bốn triệu không bán đâu ơi. Dương giò này 5,5 triệu nha các bác nhá, 4 ngọn 5,5 triệu nha. Các bác đang xem like nhé. Các bác xem cho em xin một lượt chia sẻ nhé. 4 ngọn lá này em biết thì em bán 5,5 triệu nha. Có mít thân nù chưa bác? Mít có thân nù chứ. Bác không biết chơi mít à? Có mít thân nù chứ. Gọi này dài 30 cm đấy nhá. Mít dài còn có. Có bác nào thật sự quan tâm thì inbox cho em nhé. Dê này bán 5,5 triệu nha các bác nhá. 4 ngọn 5,5 triệu nha. Bác thiên đường hoa lan mà bác là, gọi tên là thiên đường hoa lan mà bác chả biết gì về lan. Có một thân nhưng mà giá cao nha. Bốn triệu không chốt được bác ơi. Bốn triệu không chốt được bác ơi. 5,5 triệu nha bác nhá. 4 ngọn mít như này cơ mà bác. 4,000,000 không chốt được nhá. Có thân lẻ không chủ thớt? Có thân lẻ các bác nhá, thân lẻ cực đẹp luôn nhưng mà giá cao nhá. Cho xem mấy ngọn bên dưới đi. Đâu chả là bằng. Đúng rồi, bán công khai các bác nào cảm thấy hợp lý thì chốt thôi các bác. Về nói sổ hoa thôi. Có giò nào đẹp hơn không bác? Có giò đẹp hơn mà. Cho xem mấy ngọn dưới đi. Đây có ngọn lẻ đấy bác ơi. Ngọn này em bán 4 triệu các bác ạ. Ngọn này giá hơi cao các bác nhỉ.
các bác xem chia sẻ em nhé. Cái giò lúc kia là 5,5 triệu ạ. Nhà bác chỉ bán hàng với tôi à, không có hàng bờ rào à? Em rất nhiều hàng bờ rào nhé các bác nhé. Em có cả dàn luôn, nhưng em thích bán mít thôi các bác ạ. Hai triệu rưỡi em không chốt được đâu. Các bác nào lấy giò này này. Giò này 8 ngọn 8 triệu nha. Giò này 8 ngọn 8 triệu nha các bác nha.